hạn rồi, nó sẽ giới hạn bao nhiêu lượt tiền. Okay, em học tiếp nha. Tiếp đề bài là mình bài một sao này, symmetric này. Bài một thì chủ yếu là nói về cái bài một thì chủ yếu nói về cái phần retrieve, các cái tham số bị khi mà retrieve biết là retrieve với metric như nào. Bài hai thì nó rộng rãi hơn nhiều thứ. Em trước ta đã tìm hiểu về cái roadmap và ứng dụng cái kỹ thuật roadmap ở trong hai trường hợp, dùng roadmap để thay đổi metric khi retrieve, đúng không? Bình thường trước đây mình học là chỉ retrieve thôi thì nó sẽ retrieve tất cả các root theo cái tham số mình xét, đúng không? Nhưng mà với khi kết hợp với roadmap thì chúng ta có thể là khi retrieve mình có thể là một số cái mạng, một số root thì với metric như này, một số root lại metric khác. Thì đấy là ứng dụng của roadmap trong việc là retrieve. Ứng dụng thứ hai hôm trước ta học đó là gì? Khi retrieve roadmap chúng ta có thể là gì? Chống việc loop hay là root feedback. Bằng cách là gì? Chúng ta sử dụng roadmap nhưng mà mình là gì? Thay đổi cái tham, mình set với giá trị là tag. Cái chữ tag khi roadmap. Ứng dụng thứ ba nữa trong việc sử dụng roadmap khi retrieve đó là gì? Và chúng ta đã học về cái phần là lọc root khi retrieve. Vẫn là kết hợp với roadmap. Thì khi retrieve sao? Đơn giản mình vẫn là thêm cái roadmap. Như lần này thì mình không set metric, mình cũng chẳng set tag. Mình chỉ đơn giản là gì? Mình muốn lọc cái root nào thì mình chỉ match đúng cái mạng đấy. Khi có hình retrieve, mình roadmap. Trong roadmap mình match mạng nào thì nghĩ là mạng đấy được retrieve vào. Còn những mạng không được match thì sẽ bị deny. Được chưa? Thì đấy là ứng dụng của roadmap trong việc là root filtering. Ok không ạ? Anh hiểu cái root filtering không? Lọc root được chưa? Thì trong bài hôm nay em sẽ học tiếp một cái nữa, một công cụ nữa liên quan đến lọc root, root filtering. Đó người ta gọi là distributed list. Trước đây mình học cái gì list rồi đúng không? Mình học absolute, đúng không? Thì cái distributed list này sao? Nó cũng tên nghe thì nó cũng là cái list đúng không? Distributed list. Tức là một cái list phân phối. Thì ta hiểu là cái gì? Cái distributed list này thì nó vẫn chỉ là một công cụ giống như là để lọc root ấy. Nó giống như là roadmap. Tức là thì nó không dùng để matching root, nó không để xác định root nào. Việc xác định root nào là root nào, root 1 hay root 2, mạng 1 hay mạng 2, nó vẫn phụ thuộc vào, nó vẫn sử dụng là gì? Absolute. Hoặc cái mà chúng ta sẽ học sau đây nữa là practice list. Hiểu không ạ? Còn distributed list nó vẫn là một công cụ để lọc root thôi. Còn việc xác định là ví dụ tôi muốn lọc root 1, tôi muốn lọc root 2 thì việc xác định thế nào root 1, thế nào root 2, thế nào mạng 1, thế nào mạng 2 nó vào absolute hoặc practice list. Tôi vẫn nhắc thêm mọi người mình nghe practice list cho nó quen mặc dù chưa thì học nhưng nhớ trong đầu có những cái này. Nào thì roadmap thì nó chúng ta khi chúng ta sử dụng roadmap chúng ta sẽ hay dùng khi chúng ta retrieve. Thế còn gì để lọc root trong một giao thức tuyến ấy hoặc thậm chí cả retrieve chúng ta vẫn có thể sử dụng distributed list. Thì distributed list sẽ là một công cụ mà chúng ta phải lọc root theo gì khi interface out interface hoặc là khi retrieve in hoặc out như thế này. Ví dụ tôi có gì con R1 chẳng hạn, nó nối với gì con R2 qua cổng F01 nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ví dụ là con rồng một nó có nó ngồi với con rồng hai không qua ăn không sợ như vậy rồng một em không sợ một ngồi với rồng hai rồng ba em không sợ hai này con rồng một nó có đi mạng một nó có mạng hai bây giờ nó muốn như này nó chỉ khi quảng bá cho rồng hai nó chỉ quảng bá là mạng một mà khi quảng bá cho con rồng ba thì ha. Thì đến việc là chúng ta có thể là áp dụng theo interface. Tức là ví dụ là trên F01 là trên cái cổng F01 tôi chỉ quảng bá một. Vậy thì đúng không? Nếu cái topo này nếu như chúng ta là ví đây chúng ta chỉ dùng cho cái distributor và nếu là prospect hơi khác. Ví dụ chúng tôi ở đây để đơn giản tôi sẽ cho là EHP. Dạ. Chúng ta vừa học EHP xong, rất quen thuộc. Thì mọi người hiểu là nếu như trong cái mô hình như này tất cả có thể chạy EHP đúng không? Nhưng mà R1 có thể quảng bá 2, 1 và 2 không? Đúng không ạ? Thì về nguyên tắc bình thường là gì? Là 2 và 3 sẽ học đầy đủ cả mạng 1 và 2. Nhưng bây giờ tôi muốn là gì? Con R2 chỉ học mạng 1 thôi. Tức là khi con R1 nó gửi, nó chỉ gửi hết mạng 1 ra, chứ không gửi hết. Hiểu không ạ? Con R2 thì con R1 nó chỉ gửi đi mạng 2 cho con 3 thôi. Thì ta thấy có hình dạng interface chiều M. Hiểu ý như này không ạ? Thì đấy là có hình dạng interface. Nó có thể chỉ đơn giản hoặc là gì? Để làm được câu chuyện này chúng ta có thể cấu hình ngoài đầu R1 cũng được. Hoặc thì tức là để con R1 nó chỉ gửi mạng 1 cho con R2. Hiểu không? Thì có hai cách. Bảo là gì con R1 sang nó chỉ gửi mạng 1 thôi. Hoặc là gì? Bảo con R2 nó chỉ nhận mạng 1 thôi. Hiểu không? Ok cho R1 mày thích gửi bao nhiêu? 1, 2. Nhưng sao tao chỉ tiếp nhận 1 thôi. Hiểu chưa? Hoặc là mình lóc ngay cái nguồn là gì? Coi một con 1 thì đừng có gửi nhiều. Không gửi hết đâu. Nó chỉ gửi một thì cũng được đấy. Thế là in và out thì để đạt mục đích đấy thì ở đây sẽ là chiều out hoặc ở đây chiều in. Hiểu rất logic, rất đơn giản thôi. Hiểu không ạ? Còn khi đi view mình cũng có thể lọc được với cái distribution. Ví dụ là đây tôi mô tả phiên bản tí nữa để mô mọi người. Ví dụ là khi tôi đi view từ đơn giản, ví dụ khi tôi đi view EJP small spec thì tôi sẽ gọi là gì? Router USF gì đấy một đúng không? Để gọi là sorry là gì? Distribution đâu đó thì ấy có gì đấy? Now EIGP 10 tức là gì? Như thế này nghĩa là gì? Khi tôi retrieve từ distribution out nghĩa là ra khỏi miền node step, tức là khi tôi quảng báo miền node step các root của EIGP thì tức là gì? Khi bản chất đây là gì? Tôi sẽ làm root tất cả root mà gì khi truyền từ EHP sang miền Westpac thì tôi cũng thể áp dụng và vẫn thể có in retrieve như bình thường nhé, vẫn có trước đó mình vẫn thể retrieve là EHP như bình thường nhưng tôi thêm một lệnh là retrieve out sau đó lọc ra root thì cái việc mà thì đấy là cái ứng dụng của retrieve list trong việc lọc root để đúng cái slide nó ba cái trường hợp như thế. Chúng ta lần lượt làm cái một. Đây. Restoring statement. Distribute list demo. F
không sẹp 2 nối A không sẹp 2 không sẹp 3 nối con 3 thì hơi nhầm. Trên con này mình sẽ tạo 2 cộng loopback 2.2.2 sạc 32 này. Con này có thêm một cái loopback nữa là loopback 3 3.3.3 sạc 32. Giờ chúng ta vừa học EIGRP xong, chúng ta sẽ cấu hình ở đây. Tất cả con này là EIGRP IS10 được chưa? Cấu hình ở đây tôi bật UGP trên tất cả các interface đơn giản nhất thì là net 0.0.0.25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 .
chẳng có gì cả. Thế thôi. Router HTTP 10 NAT 192.168.12.0.0.0.25 rồi ba tương tự ether VE khung sạc 3 no sub IP 192.168 13.3 nhỉ 2.0 router HTTP 10 NAT 192.168.13.0 ra đây NAT luôn 13.0 cho nhanh. Ok sau IP root còn R1 thì không có gì cả. R2 và R3 thì nguyên tắc ở đây nó sẽ học được cả chưa? Còn R2 học được mạng 2 và mạng 3 không ạ? Thậm chí là nó học được mạng 13 ở dưới nữa chưa? Còn R3 cũng sẽ học được đầy đủ là cả. Ở đây chúng ta lấy cái ví dụ của 2 mạng loopback cho nó dễ thôi. 2, 3 được chưa? Nó đầy đủ. Nhưng mà tôi muốn là cái câu chuyện như vừa rồi. Tôi muốn là gì? R1 mặc dù nó thì nếu như bình thường thì ở đây nó quảng bá 2 và 3 đó, thì nó sẽ quảng bá tất cả mạng 2 và 3 cho cả R2 và R3. Nên R2 và R3 đều học được. Bây giờ tôi muốn làm cái câu chuyện là phân phối. Thấy mà hiểu cái menu palette routing update chưa? Bản tin update có phải là bao gồm 2 và 3 không? Ví dụ thế đúng không? Khi nó gửi cho R1, R2 đúng không? Bây giờ mình đang thao túng nó đấy. Nếu không mặc định nó sẽ là đầy đủ các mạng như thế đúng không? Thì mình đang thao túng nó là gì? Mình đang can thiệp vào là bản tin routing update là gì? Khi R1 gửi cho R2 thì nó chỉ gửi duy nhất một mạng là mạng 2 thôi. Khi nó gửi cho 3 thì nó chỉ gửi mạng 3 thôi, chứ không phải gửi tung tung. Thì đấy thì chúng ta có thể vô hình là nếu tôi quyết định là bảo là thì tôi điều chỉnh là R1 khi gửi đi cái gì đúng không? Thì đấy là vô hình ở distribute chiều hàm. Được chưa? Thì distribute về mặt vô hình thì nó câu này nó khá đơn giản thôi. Nhưng trước đó là gì? Bởi vì nguyên tắc nó hiểu là gì? Chúng ta lọc root, nó là root filtering. Tức là lọc cái này, tức là cho phép cái này, không cho phép cái kia. Thì bao giờ chúng ta phải định nghĩa là gì? Thế nào là mạng này, thế nào là mạng kia? Mọi người có hiểu ý không ạ? Công cụ lọc root thì là root map và cái hôm nay ta học là distribute. Đúng chưa? Nhưng muốn để lọc được thì nguyên tắc nó phải phân biệt được là các mạng với nhau. À, thì chúng ta sẽ dùng Accelerate hoặc là Prefilet. Thì chúng ta chưa học Prefilet nên là chúng ta sẽ vẫn dùng Accelerate để xác định các mạng. Chưa? Nên ở đây thì ta thấy là dùng rất nhiều Accelerate nhưng mà chúng ta không phải mang tính chất là filter packet như là khi học ở CCNA. Đúng không? Không phải access group thì không có lọc hết gì hết. Không permit. Với lọc root ta luôn là permit. Acid ví dụ tôi làm mạng đơn giản acid 2 là permit bằng 2 được chưa? Thì là host 2.2.2 để select bằng 2 được chưa không ạ? Acid 3 là permit host 3.3.3 nha. Đó để lọc này thì đơn giản là và mode router. Ví dụ đây là HTTP 10 này. HTTP cái nào bây giờ cái này thì thấy được
Nào, nếu như là tôi là list, sau đây chúng ta sẽ thấy là gì? Ta có rất nhiều option. Và nếu chúng ta dùng Asterisk, chúng ta nhập Asterisk vào đây, có thể là kiểu số hoặc cái tên. Sau này nếu mình dùng Prefix thì ở đây, thậm chí mình còn có thể dùng Distribute còn kết hợp với roadmap, mình hơi vòng. Thì ở đây tôi chỉ đơn giản là lọc, ví dụ ta mở hiểu này, nếu đây tôi cấu hình là Distribute out thì sẽ là như thế nào ở đây? Nếu đi chú liệt 2 ao nghĩa là gì? Ở đây nó còn option nữa, đấy chính là interface, hiểu không ạ? Nhưng ở đây nếu như tôi có đi chú liệt 2 ao không, không có interface nhé, thì kết quả nó sẽ là gì? Tôi chết rồi. Chúng ta vừa gõ nhầm hết ở đây rồi. Mình gõ con router 3, con R1 chứ. Mình muốn đọc, đọc root mà. Đây, con này có 2 cái thì cấu hình chưa này. Gõ con 3 thôi. Thế là ở đây chữ 2 rồi. Router chúng ta vẫn phải qua slide đã. Access 2 permit 2.2. Access 3 permit 3.3.3 này. Router HTTP 10 này. Distribute list. Đây, cấu hình distribute này thôi. Distribute list nó chưa? Sau đó là gì? Cái list là cái gì, có thể là access list hoặc là private list hoặc roadmap. Thì nói chung là gì? Ví dụ tôi đưa lại vậy. Có một cái lệnh nâu phát là khổ lắm. Hồi tôi đi thi chưa cũng một cái lệnh mà bởi vì nó là lõi là này lớp mà gõ sai cái lệnh phát nó ra cái gì nhung 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 nhằng thì kiểu như bị crash. Sub 192.12.22.2.0
sẽ ra từ ESP 10.NET 192.168.12.0 PE không sẹp 2 nâu sắc 12.1.2.2.0 không sẹp 3 nâu sắc hạn pin 192.168.13.12.0 Windows Firefox 2 R3 nó vẫn học đầy đủ bằng 2 bằng 3. Được chưa? Bây giờ ta lại qua lại ý tưởng vừa rồi đấy, R2 R1 nó chỉ gửi cho R2 thôi, gửi cho 3. Với cái yêu cầu đấy thì ta phải làm thế nào ở đây? Như nói thứ nhất là tôi vẫn phải xác định root nào là root 2 và root 3 đã. 2.2.2 ACID 3 permit host 3.3.3. Vì khi tôi gõ này router ECP ở đây chính là cô hình đi chữ đấy. Bây giờ bút router distribute list. Được chưa? Ví dụ ta hiểu là gì, ở đây mọi người sẽ khai báo là ASLIT, prefix và rootmap. Thì trong ASLIT chẳng hạn, mình permit thằng nào thì nghĩa là gì? Nó hiểu là, ví dụ là tôi ghi như này, distribute 1 out hả? Thì tức là gì? Khi chúng ta đang ở mode router EHP đúng không? Thì tức là gì? Khi nó quảng bá các root thông qua EHP thì nó sẽ đưa tất cả các root đấy qua một cái bộ lọc là ASLIT số 1. Thì trong ASLIT số 1 tôi permit cái gì? Tôi deny cái gì? Thì nghĩa là gì? Nó sẽ lọc như thế. Mình có hiểu ý tưởng của nó không? Distribute list đơn giản thôi, nó một cái tên nghĩa đen, cái list phân phối thì nó vẫn móc này, nó sẽ vẫn móc với ASLIT. Thì chỗ này chúng ta sẽ khai báo là gì? Tên hoặc là ASLIT tiểu số hoặc cái tên. Nếu như này chúng ta học mới học đến đây, chúng ta chỉ biết là lọc theo ASLIT thôi, hiểu không ạ? Mình hiểu không? Tất cả root khi quảng bá thông ra khỏi EHP thì nó bị đưa qua một cái list, bộ lọc giống như lưới lọc ấy. Đấy, hình dung cách nghĩa đen như thế. Thì ở đây chúng ta dùng ASLIT chẳng hạn, tên ASLIT ABC cũng được, đấy chưa? Thì đấy, thì trong ASLIT ABC chúng ta thích là gì? Mình permit mạng nào nghĩa là mạng đấy được đi qua, không permit nghĩa là gì? Mặc định nó bị deny trong ASLIT thì tức là mạng đấy không được đi qua, hiểu không ạ? Nhưng mà với yêu cầu đây, ví dụ tôi là ASLIT này thì sao? Hai là gì? Này chỉ cho phép mạng 2 đúng không? Mà tôi out không như này ấy, hiểu cái bản là gì không? Đúng rồi. Thì lúc đấy là gì? R2, cả R2 và R3 sẽ chỉ nhận bằng 2 mà thôi, đúng không? Khi như này là gì? Nghĩa khi quảng bá qua EHP, các root ra khỏi EHP đúng không? Là tôi chỉ gửi gì? Mang gì? Mang số 2 thôi. Sorry, là gì? ASLIT 2 thôi, đúng không? Đúng nhá. Và ASLIT 2 này tôi chỉ gì? Permit duy nhất mà 2. Kết quả là R2, R3 sẽ chỉ nhìn thấy một mạng 2 mà thôi. Phải hiểu chỗ này không ạ? Đây là gì? Đây là quảng bá chung. Nhưng ở đây tôi lại nói là gì? Con R1 khi quảng bá thì cho R2 thì nó chỉ quảng bá 2 thôi. Khi quảng bá cho R3 thì quảng bá 3 thôi, hiểu không? Vừa rồi là thì chúng ta không định nghĩa ra interface nào, nên là với yêu cầu vừa rồi chúng ta sẽ không làm được. Bắt buộc đây là gì? Muốn cụ thể như yêu cầu đề bài này, chúng ta phải bắt buộc làm đến mức gì? Mức interface. Thì chúng ta sẽ có hình là gì? Distribute list 2, tôi sẽ đưa ra tất cả root và bộ lọc là ASLIT 2 đúng không? Nhưng là gì? Tôi chỉ áp dụng với interface là E0-2 mà thôi. Hiểu không ạ? Tức là gì? Khi ok, vẫn là quảng bá tất cả root EHP đúng không? Nhưng mà đây cụ thể là gì? Khi đi qua khỏi interface 0-2 thì tôi mới đưa qua bộ lọc được, hiểu không ạ? Thì tôi sẽ coi là E0-2 còn gì? Khi đi qua thì interface E0-3 tức là interface nối R3 thì tôi sẽ đưa qua các root qua bộ lọc số ASLIT số 3. Thì các bạn ASLIT số 3 tôi chỉ biết bằng 3 không? Hiểu không ạ? Thì cái này là mới áp đúng, nếu theo đúng yêu cầu được bạn. Kết quả 2 vẫn 3 này. Đợi tí chưa xong. Chết.
phòng bánh kẹo. Bánh chay gì đây? So I đúng 33 mà. Từ từ đã. Xem lại cái topo mình là E 03 đúng đấy chứ. So thiếu nâu bỏ cái lệnh kia đi. Mày thấy không? Thì có R2 sẽ chỉ có mạng nhận được mạng 2 không? Mà R3 sẽ chỉ nhận được mạng 3 không? Đấy là mình lọc ở chiều out, tức là ở cái chiều nguồn. Hiểu ý chưa? Thế bây giờ là gì? Đấy là chiều out interface mà, hiểu không ạ? Bây giờ là sao? Ok, vậy là khi R1 nó gửi cho R2 nó chỉ gửi mạng 2. Khi R1 gửi cho 3 thì nó gửi mạng 3 đúng không? Nên bây giờ quay lại là giữa 1 và 2, ok, R1 gửi mạng 2 cho R2. Vậy sao? Vậy sao có hình tiếp là gì? Còn R2 nó không nhận được mạng 2. Nó không chấp nhận nhận mạng 2. Bây giờ R2 nó vẫn nhìn thấy mạng 2 đúng không ạ? Đúng chưa? Thì đấy, thì chúng ta không ngăn cấm được quyền con R1 nó gửi đi. Con R1 chúng ta có thể làm được câu chuyện đấy đúng không? Là chúng ta có thể là lọc khi gửi đi đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta cũng có thể lọc thì không nhất thiết chúng ta phải lọc ở nguồn. Chúng ta có thể là lọc ở đích. Ví dụ đây là R2 này. Ok, từ R1 thích gửi gì cũng được, không cần phải lọc ở R1. Để làm câu chuyện đấy thực ra nếu ở đây thì nếu tôi nhả này, nếu cách làm đấy là chiều out rồi chưa? Tôi nhả tất cả cái mà tôi vừa làm đi này. Sẽ nó từ HTTP ra từ HTTP 10 mọi người có cần biết cô làm không? Bỏ đi chữ này out, bỏ cái này đi. Đợi lúc thì nó sẽ nó trả lại không như bình thường. Lại nhìn thấy đầy đủ cả 2 và 3 tất cả chưa? Tất cả chưa? Bây giờ tôi vẫn có làm được câu chuyện đấy nhưng sao? Thay vì tôi đồ hình ở R1 khi gửi đi, R2, R3 sao? Tôi có thể coi lọc chiếu in cũng được. Đấy không? Thì với con R2 này thì nếu tôi chỉ muốn là nhận bằng 2 ấy, con R2 này này, nếu tôi muốn nó chỉ nhận cái mạng thứ nhất bằng 2 thôi đúng không? Thì ra trên R2 mọi người coi hình Asleep có phải là chỉ permit duy nhất bằng 2 không? Đúng không? Đó là router AJP 10 distributed 2 in. Không cần interface cũng được. Thích thì cho interface nó, tức là lọc đến mức cụ thể interface. Còn thực ra con này cũng chẳng cần interface cũng được. Hiểu không? Tức là tất cả đối với nó là gì? Tất cả các root khi học được qua AJP nó sẽ đưa qua bộ lọc là ASIC số 2. Mà ASIC số 2 nói là gì? Chỉ quên mít duy nhất mà. Thì cũng sẽ đạt được cái mục đích của mình thôi. Bây giờ ta thấy là gì? Học đầy đủ đúng không? Đi. Nhìn không ạ? Tương tự R3 cũng như thế. Hiện nay thì nó chưa lọc gì cả đúng không? R1 thì không, khi gửi đi không lọc gì nữa rồi, ta bỏ đi rồi đúng không? Nên R1 là gửi tất đấy. Em thấy là gì? R2 thì do nó lọc nên chỉ học bằng 2, mà con R3 nó thấy là gì? Nó vẫn học đầy đủ của mình rồi. Chứng tỏ là con R1 vẫn gửi đầy đủ chứ không phải là gì? Chứ không phải là nó bị lọc gì đi. Mà hiểu cái kịch bản này không? Đấy. Thì đấy chính là việc chúng ta có distribute khi lọc root. Thì hiện nay để ý là chúng ta lọc root thì tất cả là giao thức định tuyến dạng bit vector như RIP và HTTP rất ok, là mình distribute rất không vấn đề gì cả. Cái OSPF thì nó hơi khác một chút, thì chúng ta sẽ học về lọc root khi OSPF, khi trong OSPF riêng, vì cơ chế hoạt động của OSPF nó khác với RIP và HTTP. Được chưa? Đấy. Đấy chính là lý thuyết cơ bản về distributed. Mọi người lại có một khoảng thời gian để làm lại cho nhớ luôn, trải nghiệm thoải mái, in out mọi người thích đọc cái gì mọi người.